Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em lên cho anh em xem một con xe đào. Con xe đào Komatsu BC50. Đây. Komatsu BC50 UU nha. Đây, con này thì còn rất là đẹp luôn. Vàng vàng lông rất rất được. Nó có chày xước sơ sơ mấy cái chỗ này nè. Anh em có nhu cầu giảm giá gì lại thì em làm cho ha. Chạy cái máy gì. Mà nó làm cái thế mình khó gỡ ra. Đó. Đó nhà anh đợi mở. Ha, giờ chân em nó đây. Đó. Chân còn rất là đẹp ha. Con này thì nó đang đi sợi xích mũ nè. Anh em muốn xích sắt thì mình gắn vô thôi ha. Đó. Rồi, cái sơn nguyên zin nha. Đó, nguyên bản. Rất là đẹp. Bên tắt. À, tắt cái nằm ở trong này. À, bên rồi phải tháo cái này ra. Tháo cái này ra mình mới coi cái công tắc ở trong. Cần. UOTA cần 3 khúc ha. Cần thiết nè. Dao còn rất là đẹp luôn. Đó. Dao này nó xài cái răng cát nè. Rất là đẹp. Chân rồi nè. Này nó mới có chày sơ chứ này. BC50 UU trừ 2 ha. Đó, UU trừ 2 ha. Đây, này gì đây? Security gì đó. À. Là nó có gì đây, có cái định vị hả? Hay rồi ta. Đây, nhớt đây. Dầu. Nhớt bên kia đây. Ghế này. Cái gì này. Ôi trời, con này hay ha. Mở ra làm sao. Yên mộng rồi, nguyên viên hết ha. Rên rên, mở không tao cái máy kia. Mở mở ra, tao mở hoài không ra. Hình như có cái chìa khóa nè. Mở cái chìa kia coi. À. Cái ghế này nó ngã ra đằng sau luôn. Tại mệt quá nằm ngủ luôn. Đèn nè. Này nó chạy ra 5211 giờ. Xe đào chạy mấy cái giờ này nó thấp. Rồi, thì tới chạy lui nè, bẻ cần đây nè. Tới lui đây. Thủy lực. Kẹp nách. Này, xài 4 máy ha. Con này 4T mấy ta? 4T. 4D84. Máy móc là nguyên zin ha, chưa rửa luôn ha. Giờ chỉ rửa vàng lông thôi để mấy anh em nói cứ ăn no rửa sơn cái máy không đó, nguyên zin cho anh em coi đó. Máy nè, bích kim của máy cực kỳ đẹp luôn. Đây bình nước nè, kết nước mát để gì đây đó, mà mở ok đó. Rồi nổ đi thôi, mở chân tại dày dứa à.
lên ga, lên ga. Rồi phải đúng cái mức ga của nó rồi mình thao tác nó mới nhẹ nhàng. Chứ để ga ăn ti không mà về mình xài cũng đâu có để ga ăn ti. Rồi chống lên đó, đó. Rồi chạy tới luôn. Rồi. Mày quở cái gào vô, quở cái gào vô. Mấy nữa, mấy nữa, mấy nữa. Vô vô gào á, vô gào á, vô vô á. À đúng rồi, đó, à rồi. Rồi đẩy lên, rồi, kéo lui. Đó. Rồi, được rồi. Mua cửa hàng em thì đã biết rồi, những con lăn này là em làm hết đó, à nó cứng như vậy là ok nè. Rồi có nhiều con về thì nó bị hư á thì bắt buộc mình phải làm lại thôi đó, thì giao cho anh em thì em phải làm hết đó. Thì em thay bình xúc kết nước, lượt dầu, lượt nhớt đó, thay mới hết cho anh em ha, để về rồi anh em mình vô công trình hoặc là đi kiếm tiền thôi, không phải sửa sang gì nhiều nữa đó. Bởi vậy tiền nào của đó thôi nha, như cái xe nó đẹp giá trị thì tiền nó cao hơn chút, còn bây giờ nó like một hai món thì nó bắt buộc nó phải rẻ hơn chút rồi đó, cái gì nó cũng vậy ha, rẻ thì nó không có ngon được, mà ngon thì đâu có rẻ, vì nó phải chất lượng với giá cả nó phải đi đôi với nhau thôi. Rồi thôi em xin kết thúc video tại đây. Một lần nữa cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.